sáng ngày 28 tháng 8 năm 2020, nhằm ngày 10 tháng 7 năm Canh Tý, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum nhân dịp Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2564. Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Ngô Sách Thử, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Hữu Thảo, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Bùi Duy Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum. Tiếp đoàn có Hòa Thượng Thích Quảng Xà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, Đại Đức Thích Vạn Nhân, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, Đại Đức Thích Nhuận Thông, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, cùng Chư Tôn Đức, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum. Tại buổi thăm hỏi, thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Ngô Sách Thực, cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe Hòa Thượng Thích Quảng Xà nói riêng và các Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, đồng bào Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum nói chung, có một mùa Vu Lan mạnh khỏe, an vui. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thông tin đến các chức sắc tôn giáo tỉnh Kon Tum về tình hình dịch bệnh COVID-19, những thành tựu của đất nước đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định để đất nước đạt được những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum nói riêng. Nổi bật như các hoạt động từ thiện, chăm lo cho người nghèo, đồng bào dân tộc, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đáp lời, Hòa Thượng Thích Quảng Xà đã gửi lời chúc tốt đẹp đến ông Ngô Sách Thực cùng các vị trong phái đoàn. Hòa Thượng đã chia sẻ về tình hình thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Ban Trị sự tỉnh nhà, tại các chùa, tự viện và đặc biệt là bà con Phật tử, đồng bào dân tộc. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum luôn cùng với chính quyền thực hiện tốt các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện việc phòng chống dịch bệnh và phát triển an sinh xã hội ổn định trật tự tại địa phương. Hòa Thượng cũng đã gửi lời cảm ơn đến ông Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị đi trong phái đoàn đã dành sự quan tâm đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum cùng sự quan tâm ân cần đối với đồng bào Phật tử dân tộc nơi đây. Buổi gặp mặt kết thúc trong tinh thần hoan hỷ.